Dù khó khăn, EU tiến gần thỏa thuận cấm vận dầu của Nga. Thủ tướng Bulgaria Kirill Peskov ngày 30 tháng 5 cho biết EU có thể đạt thỏa thuận tổng thể về việc cấm vận dầu nhập khẩu từ Nga dưới một số điều kiện nhất định. Trước khi bắt đầu phiên họp hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU vào chiều 30 tháng 5, Thủ tướng Peskov cho rằng lệnh cấm vận dầu từ Nga sẽ được thông qua có những điều khoản miễn trừ cụ thể. Nhìn chung nó sẽ được thông qua tùy thuộc vào một vài đặc điểm và tiêu chí riêng mà mỗi quốc gia có thể đưa ra, Reuters dẫn lời ông Peskov. Tuy vậy, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas không nghĩ EU sẽ đạt được thỏa thuận đầy đủ trong cuộc họp ngày 30 và 31 tháng 5. Ông Kallas cho rằng nhiều khả năng lệnh cấm vận dầu Nga sẽ được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6. Trước đó, quan chức cấp cao về đối ngoại của EU Josep Borrell tự tin khối sẽ đạt được thỏa thuận trong cuộc họp, bất chấp việc Hungary có thể tự quyết. Đã có nhiều cuộc thảo luận căng thẳng vào chiều 29 tháng 5 cũng như sáng 30 tháng 5. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đưa ra một thỏa thuận với lãnh đạo các nước thành viên, ông Borrell nói. Các biện pháp trừng phạt được đề xuất đối với dầu Nga là một phần trong gói trừng phạt thứ 6 của EU lên Moscow. Tuy vậy, gói trừng phạt lần này đang bị chững lại vì Hungary. Budapest cho biết lệnh cấm vận sẽ gây hại đến kinh tế nước này. Ngoài ra, Slovakia và Cộng hòa Séc cũng bày tỏ quan ngại tương tự. Cả ba nước đều phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ Nga, chảy qua đường ống Druba. Để phá vỡ thế bê tắc, Ủy ban châu Âu đề xuất rằng lệnh cấm vận chỉ áp dụng đối với dầu của Nga được đưa vào EU bằng các tàu chở dầu. Điều này sẽ cho phép Hungary, Slovakia và Séc tiếp tục nhận dầu của Nga qua đường ống Druba trong thời gian cho đến khi có thể sắp xếp được nguồn cung thay thế. Châu Âu đủ dự trữ khí đốt để thay thế nguồn cung của Nga trong 22 năm. Châu Âu có thể sẽ nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga nhờ vào kho dự trữ khí đốt khổng lồ. Bên cạnh đó, châu Âu cũng quyết định dành khoản tiền 300 tỷ euro đầu tư cho năng lượng. Việc Nga nắm giữ phần lớn lượng khí đốt ở Liên minh châu Âu-EU là một trong những lý do lớn nhất khiến khối này cho đến nay vẫn dò dự khi hành động chống lại Moscow. Nhiều quốc gia thành viên phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tắt các vòi năng lượng chảy vào lục địa như một đòn trả đũa chống lại EU. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã cung cấp cho khối giải pháp năng lượng mới. Francois-Régis Morton, giám đốc khu vực châu Âu của Hiệp hội các nhà sản xuất dầu và khí đốt quốc tế EOGP tuyên bố, EU có thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng bằng cách khai thác trữ lượng khí khổng lồ mà lục địa này vẫn đang nắm giữ. Viết trên tờ Euratips, ông nói, EU và Na Uy cộng lại nắm giữ 3.470 BCM trữ lượng khí đốt, tương đương với 22 năm lượng cung cấp khí đốt của Nga. Lượng dự trữ này rất quan trọng đối với quá trình cắt giảm nhu cầu năng lượng từ Nga, vì đầu năm nay EU đã công bố kế hoạch chấm dứt tất cả nhập khẩu khí đốt của Nga 155 BCM vào cuối thập kỷ và cắt giảm sự phụ thuộc vào khoảng 2/3 vào cuối năm. Theo số liệu từ Eurostat, khối đã sản xuất khoảng 100 BCM khí tự nhiên trước đại dịch vào năm 2019. Lượng này tương đương với khoảng 20% nhu cầu của khối, tuy nhiên đã giảm mạnh trong vài năm, xuống còn 50 BCM vào năm 2021. Hiện EU nhập khẩu khoảng 40% khí đốt từ Moscow. Ông Morton nói thêm, các nhà lãnh đạo EU liên tục khẳng định sẽ thay thế khí đốt của Nga trong những bài hùng biện của mình. Thế nhưng trên thực tế, họ không nỗ lực duy trì hoạt động thăm dò trên lục địa, làm giảm cơ hội tìm kiếm tài nguyên mới, trong khi vẫn giữ mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên cao. Bất chấp lượng dự trữ này, Ủy ban EU vẫn tỏ ra nhượng bộ trước yêu cầu của ông Putin về việc thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Mới nhất hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU dự định huy động tới 300 tỷ euro đầu tư từ nay cho đến năm 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc của họ vào dầu khí của Nga. Nga vẫn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 29 tháng 5 cho biết lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua cửa khẩu Sutra của Ukraine ở mức 44,1 triệu mét khối, tăng từ 43,96 triệu mét khối vào hôm 28 tháng 5. Bất chấp căng thẳng giữa Nga và châu Âu liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, ngày 29 tháng 5, tập đoàn Gazprom cho biết nước này vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine, Reuters đưa tin. Tuy nhiên, Gazprom cho hay là đơn xin cung cấp khí đốt thông qua một cửa khẩu chính khác là Sokranovka đã bị Ukraine từ chối. Trước đó vào ngày 10 tháng 5, công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine GTSOU tuyên bố sẽ tạm ngừng quá trình vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua trạm Rosnanovka vào ngày 11 tháng 5 với lý do là bất khả kháng. Phía Ukraine viện dẫn nguyên nhân cho quyết định nói trên là do những phức tạp vì cuộc xung đột ở nước này. Theo GTSOU,
Tình hình hiện tại khiến việc vận chuyển khí đốt qua trạm đo Sosnanovka và trạm nén Novosko nằm ở trong các vùng lãnh thổ đang có xung đột là không thể. Công ty cho biết là họ không thể hoạt động tại trạm khí nén Novosko do sự can thiệp của lực lượng Nga vào các quy trình kỹ thuật. GTSOU nói thêm có thể là tạm thời chuyển dòng chảy bị ảnh hưởng đến Russia nằm trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát nhằm mục đích thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vận chuyển với các đối tác châu Âu. Diễn biến này đã làm dấy lên những lo ngại rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể đã khiến nguồn cung khí đốt sang châu Âu thông qua Ukraine bị cắt đứt vào thời điểm mà giá năng lượng đang tăng mạnh. Trạm khí nén Novosko ở khu vực Luhansk, miền đông Ukraine đã bị quân Nga và lực lượng ly khai kiểm soát ngay sau khi Moscow bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt vào tháng 2. Đây là trạm khí nén đầu tiên trong hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine ở vùng Luhansk, tuyến đường vận chuyển khoảng 32,6 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương là 1/3 lượng khí đốt của Nga đến châu Âu thông qua Ukraine, theo GTSOU. Ukraine vẫn là con đường trung chuyển chính cho khí đốt của Nga đến châu Âu, ngay cả khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 vừa qua. Ủy ban châu Âu mới đây đã phải giảm nhẹ quy mô và mức độ của gói trừng phạt thứ 6 dự kiến nhằm vào Nga để đáp trả chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Theo đó, Hungary và những nước thành viên khác có thể tiếp tục mua dầu của Nga từ các đường ống dẫn. Điều này một lần nữa cho thấy những thách thức mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong xử lý quan hệ với Nga, bởi khối 27 nước thành viên đã quá phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá của Nga. Theo đề xuất mới, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu sẽ không bao gồm dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển qua các đường ống, mà chỉ tập trung vào các nguồn cung cấp qua đường tàu biển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc châu Âu chấp nhận giảm sức nặng của các biện pháp trừng phạt để duy trì mặt trận thống nhất của EU trong cuộc đối đầu với Nga. Các nguồn tin châu cho biết, các nhà ngoại giao EU có thể đạt được nhất trí về đề xuất ngay trước thềm cuộc họp Hội đồng châu khai mạc vào ngày mai. Là thủ tướng tại vị lâu nhất trong Liên minh châu EU, nhà lãnh đạo Hungary kiên quyết phản đối bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với nhiên liệu thô và tinh chế của Nga. Ông cho rằng ngoài hành động như vậy sẽ là đòn giáng mạnh vào kinh tế đất nước. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai bắt người Hungary phải trả giá cho chiến tranh. Chúng tôi có làn danh đỏ và đó chính là nguồn cung cấp năng lượng an toàn. 65% nhu cầu dầu của chúng tôi là từ Nga và trong trường hợp lệnh cấm này có hiệu lực, nền kinh tế của Hungary sẽ bị chao đảo bởi sẽ không thể mua đủ dầu để vận hành đất nước và nền kinh tế. Sự phản đối của Hungary đã khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga ngay tại cuộc họp Hội đồng Liên minh châu EU vào cuối tháng này trở nên khó khăn hơn. Nếu lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga trên toàn EU không được thông qua, các quốc gia riêng lẻ có thể sẽ mạnh ai nấy làm và thậm chí là phá vỡ mặt trận thống nhất mà khối 27 nước thành viên vẫn thể hiện cho đến nay. Do vậy mà mới đây nhất tại cuộc họp với nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7, Bộ trưởng Kinh tế Đức đã một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. Điều quan trọng vẫn là châu Âu phải đoàn kết. Đó là lý do tại sao tất cả các quốc gia phải nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Điều đó bao gồm cả Hungary. Các cuộc thảo luận chuyên sâu đang diễn ra và cuộc họp Hội đồng châu Âu sắp tới sẽ quyết định xem chúng ta đạt được thỏa thuận hay xem xét các công cụ khác. Theo hãng tin Bloomberg, nỗ lực của châu Âu rõ ràng đang gặp phải thử thách và trên thực tế đã có 3 nước châu Âu là Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan đều đang phải chứng kiến nguồn cung khí đốt bị thu hẹp đáng kể do từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Một số công ty năng lượng của châu Âu thậm chí còn chấp nhận tìm kiếm những đường vòng để mua khí đốt của Nga, bất chấp điều này có thể khiến họ bị phạt nặng.